Dạ, xin kính thưa quý vị khán giả, chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với kênh thông tin tin tức của Hiếu Phan Vlog. Trước khi vào nội dung, Hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cùng với gia đình của mình. Ngày cuối tuần thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc ạ. Hiếu xin chia sẻ một cái thông tin cực là sốc trong ngày hôm nay là ngày 24 tháng 9 năm 2022 thưa quý vị. Thì Hiếu có xem livestream trực tiếp của đoàn luật sư đang bảo vệ về mặt pháp lý cho Thiền Am á, cũng có đến Thiền Am để mà gặp các thầy cô, bởi vì cái thông tin mà sáng nay đó là có một đoàn công an đến đây để mà kiểm tra cái này kiểm tra cái kia. Và đặc biệt là theo những gì mà thầy cô ở bên trong Thiền Am chia sẻ đó, là họ đến đây để mà cưỡng chế nè, lấy dịch mũi, lấy dịch miệng, cũng như là lấy cái mẫu tóc. Thì quý vị biết là họ lấy cái đó về để làm cái gì rồi đúng không ạ? Chắc có lẽ là họ sẽ xét nghiệm về cái vấn đề ADN đó thưa quý vị khán giả. Thì cái điều mà ở đây làm cho dư luận rất là bức xúc á, là bởi vì họ đến đây bất chợt thôi, không có một văn bản hay là thông báo trước gì cho Thiền Am hay là bên phía luật sư gì biết cả. Mà thậm chí là khi mà họ đến đây rồi, cưỡng chế rồi, thì họ lại cắt sóng điện thoại luôn, không cho các luật sư liên lạc được. Thì đó thì bên phía luật sư á, gọi điện cho các thầy cô thì cũng không có được. Tò tí te không à thưa quý vị, nó không có sóng, thành thử ra là không có gọi để mà tiếp chuyện được. Thì bên phía đoàn luật sư rất là sốt ruột, và các luật sư đã đến Thiền Am. Thì các luật sư cũng có quay trực tiếp, thì cái quang cảnh lúc đó thì ở ngoài thì cũng có rất là nhiều người, thưa quý vị khán giả, tập trung ở đó để mà quay phim, đa phần là YouTuber, vân vân các kiểu hết. Rồi trong cái vấn đề mà làm việc ở bên trong Thiền Am đó, thì luật sư cũng an ủi là các thầy cô nên bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, các kiểu hết. Thì ở đây chúng ta cảm thấy là Thiền Am gặp sóng gió liên tục đúng không ạ? Cảm thấy rất là thương thưa quý vị khán giả. Thì không biết là sự việc như thế nào. Hiện tại thì bên phía đoàn luật sư vẫn tiếp tục đang hỏi thăm các thầy cô ở tại Thiền Am và có quay livestream trực tiếp đó thưa quý vị. Thì cái livestream đầu tiên á thì đang quay thì bỗng nhiên là cái sóng nó bị mất đi và kết thúc giữa chừng. Và hiện tại thì cái livestream của luật sư vẫn lại tiếp tục mở lên và livestream để mà hỏi thăm các thầy cô, và đặc biệt là hỏi thăm cô Thu Lê Thu Vân ở đây thưa quý vị. Thì ở đây Hiếu nghe nói là họ đã có ý đồ như vậy rồi đó. Họ muốn là dẹp Thiền Am thì họ phải tìm đủ mọi cách để làm thưa quý vị. Đó, thì không biết là sự việc sẽ như thế nào đây. Thì Hiếu cũng sẽ tiếp tục theo dõi để mà truyền tải kịp thời đến tất cả, cho tất cả quý vị khán giả được biết. Mà thông tin ngày hôm nay có bên phía đoàn công an đến đây để mà họ làm những cái việc đó thưa quý vị khán giả. Thì để rộng đường quý vị khán giả hiểu rõ hơn trong cái sự việc này, thì Hiếu xin chia sẻ tiếng nói của luật sư Đặng Đình Mạnh trước khi mà anh đến Thiền Am và anh đã trình bày cái sự việc. Bởi vì anh cũng rất là bất ngờ trong cái việc mà sáng nay công an bất thình lình là vào kiểm tra Thiền Am anh bộ trụ như vậy á, mà không có một cái thông báo nào cho bên phía luật sư biết cả. Và thậm chí là những người ở bên Thiền Am họ cũng rất là hoang mang và lo sợ, lo lắng thưa vị khán giả. Cái thông tin này cũng đang rất là nóng và cũng đang rất là được quan tâm. Và tất cả những YouTuber á, bên kia cũng như là bên bảo vệ Thiền Am thì cũng đồng loạt lan truyền cái thông tin này. Và cái sự thật nó như thế nào thì Hiếu sẽ tiếp tục cập nhật từ bên phía đoàn luật sư. Thì cũng rất mong quý vị khán giả là chúng ta đừng có nghe những cái thông tin mà nó chưa kiểm chứng. Họ có thể là thiêu dệt để mà dẫn dắt dư luận đi theo một cái chiều hướng tiêu cực. Nó làm ảnh hưởng đến đại gia đình Thiền Am và luật sư rất là nhiều thưa quý vị. Đó, thì sau đây Hiếu mời quý vị cùng nghe luật sư Đặng Đình Mạnh chia sẻ một đoạn ạ. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cái thưa quý vị, chúng tôi sáng nay dự kiến là có một cái buổi họp của các luật sư để trao đổi thảo luận về những vấn đề liên quan đến vụ án Thiền Am để chuẩn bị cho phiên tòa phúc thẩm sắp tới của Tòa án Nhân dân tỉnh Long An sẽ đưa ra xét xử theo thủ tục hình sự phúc thẩm. Và trong sáng nay thì đồng thời chúng tôi cũng được thông báo một cái tin mới. Chúng tôi cũng rất là bất ngờ với cái tin này, đó là có một nhóm công an
đã ập vào Thiền Am để làm việc. Và thời điểm mà chúng tôi được thông báo thì Thiền Am cũng chưa rõ rằng là họ đến với mục đích gì. Bởi lẽ khi họ đã vào lúc khi ấy cũng đã khoảng độ 10 phút nhưng đã chưa xuất trình bất kỳ những cái giấy tờ văn bản thông báo hoặc là quyết định gì có liên quan đến việc họ sẽ họ xâm nhập vào Thiền Am. Và sau đó thì chúng tôi đã có cái gọi phone lại ngay lập tức. Thì những cái số phone mà chúng tôi thường liên hệ với Thiền Am đều bị cắt. Chúng tôi không rõ rằng là nguyên do nào như vậy, hoặc là đã có thiết bị phá sóng điện thoại di động tại Thiền Am đang hoạt động. Do đó tất cả mọi liên lạc của Thiền Am đến khu vực này chúng tôi gần như là chưa nối được gì với họ cả. Tuy vậy thì chúng tôi vẫn cố gắng là có cái sự liên lạc nhất định với Thiền Am để hiểu biết rằng là chuyện gì đang xảy ra ở dưới đó, để chúng tôi có những cái bước tố tụng thích hợp. Trong việc này thì năm luật sư bảo vệ cho các thành viên của Thiền Am đã làm thủ tục để bảo vệ cho không chỉ là 6 người đã bị xét xử sơ thẩm mà cả bà Lê Thu Vân là người đã được cơ quan an ninh điều tra họ tách ra thành một vụ án riêng. Và chúng tôi trong vụ án đó đối với bà Lê Thu Vân thì chúng tôi cũng đã có cái yêu cầu đối với lại cơ quan là cho đình chỉ vụ án vì lý do sức khỏe của bà Vân, bà đang ở tình trạng nói chung là rất là tệ, bà bị bệnh nan y và ở thời kỳ cuối rồi nên rất có thể có xảy ra bất kỳ việc gì. Và theo quy định pháp luật và bộ luật tố tụng hình sự thì trong trường hợp như vậy thì bà Lê Thu Vân có thể được xem xét để cho đình chỉ điều tra. Mà tuy nhiên cơ quan an ninh thì vẫn đang họ vẫn cho rằng là họ đang tiến hành thủ tục điều tra, và mặt khác thì họ cũng vẫn đang tiến hành cho kiểm tra y tế đối với là bà Vân. Trong phạm vi như vậy thì lẽ ra những cái bước tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng đối với Thiền Am phải được thông báo cho các luật sư được biết để các luật sư có thể tham gia vào công suất những cái bước tiến hành tố tụng của họ. Thế nhưng mà trong cái diễn biến sáng nay là ngày 24 tây tháng 9, tức là sáng thứ bảy, thì cái việc mà công an họ học vào Thiền Am thì hoàn toàn nằm ngoài phạm vi chúng tôi được thông báo. Chúng tôi đã không hề được thông báo gì về việc này cả. Điều này đưa đến một cái sự suy đoán của chúng tôi về khả năng là có thể họ tiến hành một cái bước tố tụng gì đó hoàn toàn nằm ngoài phạm vi của hai vụ án. Một là vụ án đối với 6 người của Thiền Am gồm ông Lê Tùng Vân, bà Cao Thị Cúc và các thầy gồm các ông Lê Thanh Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Nhị Nguyên và Trùng Dương. Và vụ thứ hai là đối với bà Lê Thu Vân. Thế thì đối với lại việc này thì chúng tôi sẽ sớm trở lại một khi có những cái thông tin chính xác. Chúng tôi cũng cố gắng hết sức là để mà giữ cái mối liên lạc với Thiền Am để có những cái bước tư vấn kịp thời. Đây là một số sơ nét về những diễn biến sáng nay mà hết sức là bất ngờ. Chúng tôi xin thông báo lại để quý vị cộng đồng chúng ta được biết và nếu có thể chúng ta cùng theo dõi. Xin cảm ơn. Dạ xin kính thưa quý vị, đó là những gì mà luật sư Đặng Đình Mạnh bất ngờ chia sẻ cho chúng ta được biết về cái sự việc mà sáng nay công an đến Thiền Am để mà kiểm tra thưa quý vị. Thì ở đây á, cái điều mà chúng ta muốn nói thì họ đã có những cái hành động, những cái hành vi đối với các bé nhỏ ở đây. Cũng đè ra rồi lấy dịch mũi, dịch miệng các kiểu hết, làm cho các bé rất là hoảng loạn, hoảng sợ ở đây à. Thì quý vị thấy là những cái hành vi này như thế nào? Thì rất mong là quý vị khi xem để lại bình luận, nhận xét. Cũng như là bấm một like tặng cho luật sư, đăng ký kênh ủng hộ cho Hiếu. Hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và Hiếu sẽ tiếp tục theo dõi cái câu chuyện trong ngày hôm nay là công an đến đây để làm gì và sẽ có một cái video mới nhất báo cáo kịp thời đến cho quý vị khán giả được biết. Rất mong là quý vị khi xem video này ủng hộ cho Hiếu à. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Một lần nữa cuối video Hiếu mến chúc tất cả quý vị khán giả thân thương trong và ngoài nước có ngày cuối tuần thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Còn bây giờ Hiếu xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả vào trong những video tiếp theo ạ.